Người phụ nữ mặt đầm nữ tính thông dong đi trong hẻm vắng bị xe máy vận mất tài sản. Hôm nay ngày 20 tháng 6, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động với cáp sền như sau. Thấy người phụ nữ đi bộ trên người có mang một túi xách, hai thanh niên đi xe máy đến áp sát giật mạnh túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Qua đây, chị gái mặt đầm lắc đầu chán nản tự trách bản thân sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự, cạn hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Còn tình huống như thế nào mời cả nhà xem tiếp nhé. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ mặt đầm bị hai thanh niên giật túi xách trong con hẻm. Sau một thoáng chơi với, nạn nhân hô cướp cướp rồi cùng người dân truy đuổi nhưng bất thành. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại hẻm 252 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân, hơn 13 giờ ngày 16 tháng 6, một phụ nữ đeo túi xách đi bộ trong hẻm 252 Cao Thắng. Lúc này có hai nam thanh niên chạy xe máy đến tiếp cận, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân chạy bộ đuổi theo. Nghe tiếng hô hoán, người dân sống tại hẻm cũng hỗ trợ đuổi theo. Tôi đang bán quán thì nghe tiếng la cướp cướp, tôi phóng ra chạy đuổi theo. Kẻ cướp chạy xe mình chạy bộ đâu có đuổi kịp, ra đến đầu hẻm nó quẹo chạy mất. Một người dân tại hẻm 252 Cao Thắng cho hay, theo người dân trước đây hẻm này cũng đã xảy ra một số vụ trộm cắp, vụ việc đang được công an truy xét. Còn bạn, bạn thấy sao về chị gái số nhỏ bị cướp phần tài sản này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.